Dạ Thái, mến chào tất cả quý chú anh chị, mình đang trên kênh Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay là Thái đang có mặt tại Cây Lậy để mà cập nhật cái vụ việc một bé 3 tuổi bị té sông của chú anh chị. À, chị là mẹ đó hả chị? Ừ, nó mất bình tĩnh, nó ngồi từ hồi trưa giờ ngay bờ sông kêu nó lên mà canh chừng nó giùm, nó sợ nó mất bình tĩnh, nó té xong luôn, nãy giờ chỉ có mình chị ngồi kia canh chừng nó giùm. Bấm lấy cái đèn bấm. Nè, mẹ nó nè. Rồi rồi. Đây nè. Con nè, còn chiếc ca con để cho mấy chú mua quay. Rồi ngồi dậy con, ngồi dậy con chuyện nè. Ngồi dậy, cầm cái gói đây. Nó này nữa. Rồi cầm gói điện nè, định liền xuống sông rồi chiếc. Con chị dưới kia và hôm nay chị không phải bạn hả? Rồi xin lỗi, là mẹ của bé hả chị? Nè nhìn đi, giờ bà ba mẹ con đó nè, là hồi trưa là mấy bé này tắm đó hả? Con bé này tắm nè. À. Đó, ba đứa luôn. Ba đứa luôn hả? Rồi bé mà té xuống là mấy tuổi vậy? 3 tuổi hả? Nó 3 còn... tuổi ha. Ờ, người dân ở đây ta thấy là nó chọt cái giò xuống, nó chọt chọt vậy nè. Dạ. Thấy có con hồi lúc có con ngồi trên bà á, đứa bé ngồi trên bà á, chọt còn chọt chọt dưới nước vậy nè. Là bé trai bé gái? Con đi lên, hai con đi lên, con em mất tiêu nó không biết luôn. Bé trai bé gái? Gái. Gái ha, bé gái 3 tuổi ha. Tên gì á cô chị? Không biết tên. Nó mất bình tĩnh rồi, nãy giờ nó chợ té xong tao ngồi đó tao chợ canh nó nãy giờ. Chịu vậy luôn. Chị không có chồng hả? Giờ chị ai biết giờ nó làm như nó quê nó hồi lúc mà nó còn tỉnh, hỏi nó nói là nó ở bên Trà Vinh Sóc Trăng gì nó qua đó. Dạ. Nó ở đó, nhà trọ đây lâu, nó đi buôn bán một bóng chị thấy á. Đi ngang chị quán ngoài đường đẩy xe đi bán hả chị? Ờ để chiếc xe ra chạy đi bán á. Dạ. Chị thấy chị biết. Lần đầu tiên chị mới nói chuyện với nó luôn á. Ừ. Ờ, tội quá trời luôn. Chị tên gì chị biết không? Bà con đằng đây biết nè, hỏi bà con đây nó ở gần đằng đây nè, mẹ mấy người đằng đó không? Tại bây giờ chị mất bình tĩnh quá giờ. Nó bình tĩnh quá, nó ngồi dưới sông không á, nãy giờ từ chiều giờ chị kêu lên nó không lên, rồi chị ngồi chị canh nó giùm luôn á. Dạ. Là chị biết là chị đó là bao nhiêu người con không? Dạ, 6 đó, người. Chị hỏi chị này nè, chị này chị nè. Đi làm ở Sài Gòn. Ở đâu á? 6 người con nha, là cái bé té này là bé Út đó ha. Bé Út luôn ha. Út phải không con? Nó Út phải không? Không biết, nó không có nói chuyện được luôn rồi. Mất bình tĩnh nhưng mà giờ hỏi cái gì cũng không biết hết trơn vậy. Là bé té xuống là thời gian là lúc nào hả chị? À, chắc 12 giờ trưa quá. Tại vì cô ở thành phố, cô nghe nó té là cô phải chạy về liền. Dạ. Tại vì nhà trọ của cô. Nên mỗi lần thì ở nhà tháng mấy ở nhà là mỗi lần mấy đứa này là xuống xong là có cô quýnh hết trơn à. Dạ. Còn đi lên, cô la dữ lắm mà được cái kỳ này cô đi thành phố mới về. Nghe vậy là con dâm về liền luôn hồi trưa á. Là từ trưa giờ biết bao nhiêu người cứu nó mà cứu không được. Vì là khi mà ba bốn bé tắm là ba bé lên rồi còn một bé là không không thấy. Là xong mới hô hoáng luôn. Là mấy đứa này lội qua sông bên kia luôn. Lội sông bên kia luôn. Cái sông mà nước chảy mạnh không chị? Ờ nước sông bây giờ lại mạnh chứ. Bây giờ là nước nó hơi ít nào. Bây giờ là đứng nhiều hơn. Đứng nước. Rồi lúc mà bé vừa trượt chân có ai thấy không chị? Không ai thấy đâu, ai biết là hai đứa này đi lên cái bà ở nhà trọ có cô Đặng á là nói bé nào lúc đó trời mưa lâm râm chung đâu là thấy ba đứa ở trần cái tuồng. Hỏi chú hỏi con kìa, có tắm chung với em không kìa? Không hả? Mấy đứa tắm chung với em rồi nói mấy chú nghe nè. Mấy đứa bé lớn này con có thấy em con có thấy em tắm xong không? Thấy không? Mình con có tắm chung với em không? Có không? Nói cho mấy chú dớt em lên. Đứa nào tắm chung với em? Giờ chắc nó không có nhớ rồi, nó không nhớ. Kể cho nghe nè. Anh biết nè. Anh vô nó kể. Tắm mà cho nó trên bờ. Ủa đâu anh chú? Anh vô luôn nha. Là hồi anh vô luôn. Nè em kể cho nghe nè, là hồi sớm á là em có nghe bên mấy anh công an rồi đó, lại đây ra nói. Là mấy ảnh nói là vậy nè, là bốn đứa có ba đứa tắm rồi còn đứa em thì cởi quần áo treo trên cây để bển á, xong rồi cái qua đây ngồi, rồi còn ba đứa lớn thì nó tắm xong rồi nó lên nó về nhà thay đồ, còn đứa em nhỏ thì còn ngồi ở đây thay đồ vô thay đồ, rồi mấy ông cậu mấy ông chú gì của tụi nó đó hỏi em mày đâu, cái bắt đầu tụi nó nói ở ngoài xong cái bởi vì ở tổng chạy ra kiếm em cái không thấy nữa, lúc đó khoảng 11 giờ rưỡi nước đang lớn, 11 giờ rưỡi 12 giờ trời rồi.
rồi bây giờ rồi tới trưa trưa cái bắt đầu cả chừng 2-3 giờ gì đó đội thợ nặng gì ở Mỹ Tho xuống rồi mò kiếm em mà không gặp. Rồi lúc lúc mà em nó bị té xuống á là có mấy ông chú hàng xóm gần đây nè chạy lại cũng nhảy xuống rồi phụ mò vòng 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 đây mà không gặp. Rồi xong anh có biết là mẹ của bé tên gì không anh? Không biết luôn, tại vì ít xuống đây. Mà giấy chứng minh nhân dân tôi giữ đẳng này mà tôi quên cái tên gì. Nếu mẹ tên gì con? Thì bà cô này hả? Mẹ nè con, em gái là con mẹ chị đó nè. Chị đó, chị của mấy cái này nè. Chị lớn ha. Chị lớn á, vô đây con. Vô đây nè con, nói chuyện cho mấy chú quay chia sẻ đi mấy chú để giúp đỡ tìm bé cho con. Giúp đỡ mẹ mẹ mày rước em mày lên mày. Mẹ bây giờ là bình tĩnh để mà nói chuyện với mấy cha mấy là con là thứ mấy? Con thứ hai hả? Là chị lớn là năm nay bao nhiêu tuổi? Lớn. Con bao nhiêu tuổi rồi? 15 hả? Cái bữa cái lúc mà em nó té xuống con có ở đây không? Dạ không, lúc đó con trên phòng ngự đi làm. Con đi làm ha. Nó mới về. Rồi ai cho tin để con biết không về? Mẹ mới vừa gọi lên là gọn đồ về luôn. Mẹ con tên gì con? Mẹ con tên là Kiều Oanh. Kiều Oanh ha. Gia đình con là được mấy chị em? Dạ năm sáu đứa. Sáu đứa hả? Dạ. Có cha không? Dạ không. Mẹ nó xúc động quá. Cái em của con mà mất là thứ mấy ha con? Út luôn ha. Vì là mẹ con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ Kiều Oanh. Bé đó nhiêu tuổi rồi? Bé đó được 3 tuổi. 3 tuổi. Quê Sóc Trăng. Ở lên đây mướn nhà trọ. Ở lên đây mướn nhà trọ đi làm hả chị? Đúng rồi. Rồi đi bán bóng bóng ha. Rồi á bé. Nói chung là con nít nhỏ, con chỉ nhỏ con mà. Không vậy nó kêu hoài chỉ sáng chỉ kêu bán bóng bóng mà không có. Trời mưa đó chị. Quá trời tội của chú chị. Ba chị em mà hai đứa kia nó bơi qua sông, một đứa thì đứng đây cắt chợt té chứ nó không có tắm. Dạ. Mẹ thì hàng ngày đi bán bóng sáng bóng. Sáng bán bóng. Rồi tới trưa bả mới về thì đây mới cho hay. Quá trời, cô chú chị ơi. Gán bình tĩnh đi chị. Hiện nay là mình có thuê ghe gì đi tìm chưa? Một chút xíu đúng 12 giờ, tại vì nghe nói là chết 12 giờ là 12 giờ này nó mới ấy. Là mới đi kiếm ha? Đi kiếm. Bây là... giờ cũng thủ đường thủ xuồng ghe để mình đi kiếm. Dạ, là mình đã thủ ghe rồi ha. Dạ. Nghe nói mấy đứa mà ngồi thì đang đợi kìa, đang ngồi nó không bơi. Dạ. Đây là lúc đó. Sau. Cái bé 3 tuổi đó tên gì cô biết không? Tên gì con? Bé Quanh. 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 Tại vì nó ở trong nhà trọ mà chồng con thì nóng sổ sách cái con không có gành cái vụ này con bán dạ. Ngày à. Không biết tên gì đó. Chị cứ bình tĩnh đi, chị cứ bình tĩnh là người ta giúp đỡ cho. Chứ đừng có nói Chị ơi, chị biết cái bé nhỏ 3 tuổi tên gì không chị? Vân. Bé Vân ha. Bé Vân ha. Võ Thị Ngọc Vân. Đúng rồi, trong hộ khẩu Võ Thị Ngọc Vân. Ê con lên đây nè, hồi chiều con có tắm chung không? Có thì lên đây với chị với mấy chú nè. Lên đây. Chiều là ba đứa này nè, hai đứa này với đứa nhỏ. Đứng đàng hoàng nhúc tóc lên. Đứng đàng hoàng nha. Chú phụ kiếm em. Hỏi rồi đàng hoàng mấy chú giúp đỡ hoàng. Rước em về. Phụ kiếm em mà rước em về. Em. Đây cũng là ba đứa con của chị luôn ha. Ở dưới kia cũng là con của chị luôn nữa. Đúng rồi, giờ có 6 đứa rồi. 6 đứa. Mà 2 đứa lớn thì nó đi làm được rồi. Còn 4 đứa nhỏ. Mà khổ quá, sáng đi bán rồi bỏ mấy đứa nhà vậy đó. Thấy tội quá trời tội luôn. Ở dưới đó là ngay chốc cái hồi xưa. Đúng rồi, cái dấu giờ ngay đó đó. Hỏi là thấy hỏi con bé là anh kiếm là thấy em. Nè con gái, con tên gì? Hả? Con tên Hiền phải không?
Rồi con cái hồi trưa con tắm như thế nào con có thể kể lại không? Kể lại cho mấy chú nghe, đặng mấy chú ấy con tắm làm sao? Nước em lên. Rồi thì con tắm sao thì sao? Em đứng ngay đó làm sao con kể cho mấy chú nghe đi, đặng mấy chú con giúp đoàn tìm em lên. Giờ mẹ không có biết rồi, bà ngồi xuống đi. Con có thấy em bị té dưới không? Dạ. Tại nó bơi bơi xong rồi té hồi nào, nhỏ té hồi nào nó đâu có hay. Không nghe tiếng nó đẩy luôn. Nó bơi ngược lại về rồi nó thay đồ rồi nó tưởng là em nó đi lại bằng mẹ nó nhưng mà không có. Rồi hỏi nó mới biết thì chắc té rồi lâu rồi. Vậy là lúc phát hiện ra là chắc cũng lâu rồi. Tại vì lúc trời mưa là 11 giờ mấy thằng trai em đó. 12 giờ. 11 giờ 25 là thằng trai em tắm lên nè, là tụi nó còn tắm. Con vẽ là ở đây là từ cái lúc mà sự việc xảy ra là có ai chứng kiến là thấy bé té không chị? Không có ai thấy té hết trơn á. Là lúc mà đi chung á, tụi nó đi lại đằng này á thì có bé thấy. Em thấy nó ở trần ở chuồng nó chạy theo hai con này. Mà hai con này bơi qua sông. Nếu mà mình không thấy bé té thì có thể là cái hy vọng của mình là vẫn còn có thể là có thể là bé không có té. Nó đứng đây nè, làm hai này nè. Tại vì hai đuổi tụi nó không cho nó tắm, rồi nó đi vô rồi muốn quay ra nó tắm nữa đó. Dạ. Và lúc con bơi qua bên sông đó là con qua tới bên mé bên kia con có quay lại bên cầu bến con coi là có thấy em con này không? À, có nghĩa là con bơi qua bên kia con nhìn qua con vẫn thấy em đúng không? Mình đi giữa sông nhìn lại con mới thấy nhỏ đặng. Con mới yên tâm rồi bơi luôn. Không biết là có là ngồi đây nè không, là, không nhưng mà giờ là hy hữu rồi tại vì từ hồi trưa tới giờ rồi con bé nó không có đi đâu xa hết trơn á. Ở đây ai cũng thương nó hết trơn á, thương con bé nhỏ đó đó. Dạ. Nó lanh dữ lắm, lanh dữ lắm, nó không có dám tắm không nhưng mà chỉ là tại vì gông trơn mưa té thôi chứ nó không có tắm. Nó không bao giờ mà tụi này tắm mà nó xuống tắm á. Cũng như là mình không có loại trừ cái trường hợp là bé bị bắt này kia ha. Không bị bắt đâu. Dạ. Bé ở đây sớm tại vì trời mưa mà người ta mới vừa đi vô mà. Dạ. Vậy là cũng như là mình đang nghi vấn là bé té ha. Dạ. Là bây giờ là cũng có cái dấu trọt á. Dạ cũng cái giò mình trọt xuống vậy nè. Lằn ở dưới đó. Cũng mong là bé sẽ không có sao. Nhưng không biết thế nào. Thưa cô chú anh chị, hiện tại là để Thái đi xuống rồi với cô chú anh chị cho cô chú anh chị xem cái hiện trường ha, là nơi của bé nè cô chú anh chị. Ở đây là giống như là một cái bờ kè cũng đá không à cô chú anh chị. Đó cái bờ kè đá không à. Đi từ từ nha. Đó, ở đây là bây giờ là đá không à cô chú anh chị. Thì ở đây là có một cái bực nè. Đó. Cúng nè cô chú anh chị, đây là những cái nhìn thấy quá trời tội luôn. 6 mẹ con, 7 mẹ con, một người mẹ và 6 người con. Mẹ tên Oanh. Mẹ tên Oanh, bé Văn là bé Văn 3 tuổi. Đây đây nè, anh quay nè, đó thấy không? Anh thấy cái dấu nó chọt không? Ban ngày thấy rõ lắm. Đó, à, nó chọt nè, một bọt vậy nó chọt nè. À đây cái dấu chọt đó hả chị? À đúng rồi, tại giờ nó ấy rồi đó chứ hồi ra là còn thấy rõ lắm. Là nó chọt cái ụt gì rồi đó. Nè. Đúng rồi, cái đít nè, đúng rồi. Chọt gông quá đó chị. Xác định là nó đứng ở đây nó đợi hai con chị nó bơi qua bển, thấy bận. Ở đây là giống như là một cái con cái bờ kè nè, ở đây ở dưới này sâu lắm luôn nè cô chú anh chị. Ở dưới đây sâu lắm luôn á. Sâu. Hồi chiều nước chảy xiết không? Hồi chiều này nước lớn luôn, nước lớn lên tới đó nó mới ngồi nó mới dọc. Trời ơi, dòng sông này rất là lớn cô chú anh chị ơi. Nó thì đây là cái hiện trường của bé nè cô chú anh chị. Đó. Thì nói chung là cái dấu chợt thì cũng đã thấy rồi cô chú anh chị. Thì có thể là những cái phán đoán của tất cả quý cô chú anh chị ở đây thì cũng đã đúng rồi đó, là bé đã trượt chân và té và đã mất tích. Đó, hiện nay thì cái người mẹ thì nói chung là không còn biết cái gì luôn á. Như là thất thần rồi cô chú anh chị.
Hình như là mấy chị em là toàn là con gái không phải không? 6 chị em gái luôn. Ồ, 6 chị em gái luôn của chú anh chị. Ừ. Nếu mà trời mưa là không chết đâu. Đẻ 6 người gái luôn. Chút nhỏ không mà. Sông hoài nó đây nó nguy hiểm lắm mà cuối cùng. Cái chỗ đó thấy con thấy gông không à, nếu mà nước lớn rồi gông không. Lớn con bé hoài á. Ủa chiều. Tao tính điện mày mà đủ mẹ tao biết mày sợ mày súng không? Tao bóc tao đưa vô máy tao ngồi dạ. Tao quên. Tao nói rồi sợ mày không xuống rồi tao xuống chứ mấy vụ này là con xuống giúp đỡ. Tao thấy tao tao thì hai coi YouTube đủ mẹ mấy bay mà phóng mà cầu kỳ dạ. Quay à gì ra là tao coi hết trơn. Dạ dạ cảm ơn chú nha. Bả khổ giờ sáng bả đi bán rồi bả bỏ mấy nhỏ nhẹ không có gì. Tao tính điện Minh Tân luôn đó đó. Dạ anh Tân đang qua, anh Tân đang qua. Thì nói chung thì cái hoàn cái hoàn cảnh của chị Oanh thì cũng rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Thì mấy mẹ con thì đi bán bong bóng thì tới khu vực này thì mấy bé tắm thì không may là bé Út thì bị trợt chân và đã mất tích. Thì đến cái thời điểm này thì cũng đã gần 12 tiếng của chú anh chị, tại vì sự việc xảy ra từ lúc 12 giờ trưa. Mẹ nó ngồi kìa, mẹ nó đâu có chuyện được đâu. Ở đây bây giờ mình có xuồng máy không chú? Hồi chẳng dạng á là nó còn nhớ được chị hỏi là tại chị biết nó đi bán bóng ngang chị thôi, chị không có nói chuyện. Nếu mà có xuồng máy mấy anh em hỗ trợ xăng dầu thì đi kiếm phụ. Xà lan không à. Đây là xã đâu có nó có chị sợ nó vũ động nó chị ngồi kế bên luôn tới vào luôn á. Thấy chị hất hằn quá trời luôn rồi, hất hằn quá. Có nghĩa là nó đau lòng hay sao mình suy nghĩ vậy nha. Yeah. Rồi mình thấy vậy mình không cảm ngồi kế bên. Tại vì á ở đây là nhờ trời sớm không có bà con dòng họ gì hết. Là không có biết chồng của chị ấy ở đâu luôn ha. Không có nói tôi có nói chuyện luôn. Ê, mày đi theo này nè, tôi phải dắt mày quên lên trển nào mướn chuồng. Được chứ không có ai chuồng ăn nhỏ nhỏ. Ủa hai đứa nhỏ đâu rồi? Nhưng mà mình bơi bằng tay hả? Bán bóng bóng. Bán bóng bóng mà tròn nước mé không à, gần 2 mét á. Em đứng mà còn muốn phục đầu á. Giờ nước đổ vô là nước lớn hay là nước lớn, lúc đó nước lớn. Nước lòng là nó đổ từ nhà sông lớn. Đúng rồi, nước lòng. Bây giờ là đang lòng là đang đứng lên nè, chuẩn bị lớn nè. Lúc đó là bé không có mặc đồ hết chị. Ở trận trụng. Cởi bộ đồ đằng kia kìa. Nó mới chạy đi hai con chị nó ở đây. Mình ở đây là thuộc cái địa bàn gì chị? À, đường Hồ Hải Nghĩa. Khu phố 2 phường 5 thị xã Cai Lậy. À, phường 5 khu phố 2 phường 5 thị xã Cai Lậy. Ừ, ở đây là khu phố 2 phường 5 thị xã Cai Lậy hay cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào ở lân cận ở khu vực này mà có thấy bé thì hãy liên hệ với mấy anh em ha. Hoặc là liên hệ với người nhà hoặc là địa phương gần nhất để mau chóng đưa bé về hay cô chú anh chị. Thì cũng rất mong cô chú anh chị có xem cái video này thì cũng hỗ trợ cho gia đình. Đó hỗ trợ cho gia đình thì hiện nay mấy mẹ con thì cũng rất là khó khăn luôn. Thì bé Út thì hiện nay thì cũng đã mất tích rồi chưa tìm thấy ha. Cô chú anh chị mình hỗ trợ giúp đỡ gia đình một phần nào thì bớt đi cái nỗi đau đó ha cô chú anh chị. Đó, bà con ở đây thì cũng rất là thương mấy mẹ con luôn, cũng hỗ trợ ở đây cũng như là đi hơi ghe tìm ghe để mà đi tìm phụ gia đình đó. Thì mấy anh em xuống đây thì cũng cố gắng để mà hỗ trợ một chút kinh phí gì đó để mà đi tìm kiếm cho gia đình ha cô chú anh chị. Thì thôi thì hãy xin được khép lại cái video này để cập nhật cái video tiếp theo để gửi đến cho cô chú anh chị mình nữa nha.